Hello mọi người, xin chào mọi người. Chào đón mọi người đến với video của Khắc Công. Thì hiện tại Khắc Công đang ở CGV Time City. Mục đích hôm nay Khắc Công đến rạp CGV đó là sau 2 phần xem John Wick 1 và 2 chùa là trên phim mới.net. Thì hôm nay Khắc Công sẽ ra rạp cho phim John Wick 3 để ủng hộ phim cũng như là ủng hộ diễn viên mà Khắc Công yêu thích, đó là Keanu Reeves. Đây là vé xem John Wick 3 Khắc Công này. Công đã đợi cái giây phút để xem John Wick 3 này cũng lâu lắm rồi, nên nửa tháng rồi. Các công vào xem phim rồi sẽ nêu cảm xúc sau khi xem phim cho các bạn nhé. Công sẽ không spoil đâu mà các bạn lo. Nào, đi xem phim với các công nhé. Bye. Hi mọi người, Khắc Công vừa xem xong phim John Wick 3. Có vài cảm nghĩ sau khi xem phim cho các bạn tham khảo, không phải spoil đâu. Phải nói là đồ họa của phim siêu đẹp, khung cảnh siêu sang, siêu sang trọng, bí ẩn của thế giới ngầm. Phim thể hiện thế giới ngầm khắp nơi như Khắc Công miêu tả trong video Bitcoin trước đây của Khắc Công, là như ánh sáng và bóng tối đó, không thể nào thiếu được nhau đâu. Phim có các cảnh bạo lực tuyệt vời cho các fan yêu bạo lực. Phim không có gì ngoài bạo lực và hành động ở khắp nơi, mãn nhãn, không có gì ngoài bạo lực đâu. Nhịp phim sôi động, hấp dẫn, đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Phim có nhiều câu thoại ý nghĩa, đặc biệt diễn viên diễn hay, lôi cuốn. Có những cảnh gây cười không thể không cười. Cuối cùng như John Wick 1 và 2, John Wick 3 rất đáng xem, là một bộ phim rất hay. Không phải cho tất cả mọi người, mà những ai đã yêu John Wick 1, John Wick 2 rồi thì đến John Wick 3 không thể nào không yêu tiếp được. Câu hỏi đặt ra sau khi các bạn xem hết 3 phần John Wick, Khắc Công đặt cho các bạn câu hỏi này, đó là John Wick có bao nhiêu tên? Có bao nhiêu tên nhé các bạn? Và câu thoại tâm đắc nhất trong phim: nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh. Tạm biệt mọi người.